Xin chào, hôm nay người chơi điện tử sẽ nói về Hero 3, một tựa game đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người trong số chúng ta, cũng như của bạn bè Nam Châu, và cũng như đế chế hay Warcraft 3. Nó là một chiếc hố không đáy, hút hết thời gian của bạn vào mà vẫn không đầy, giống như một bộ truyện hay mà bạn đã dùng nó để giải trí bao nhiêu lần mà vẫn không chán. Nhiều tuổi hơn cả người xem trung bình của kênh, nhưng Hero 3 vẫn là một tựa game chiến thuật theo lượt đỉnh cao, và tất nhiên là vẫn còn đáng chơi cho tới ngày nay, không chỉ vì gameplay mà còn vì phần nghe nhìn. Đồ họa được làm với phong cách tranh vẽ vẫn rất nghệ thuật và sắc nét qua bao năm tháng, và trông còn đỡ giả hơn một số người bạn cấp 3 của tôi. Phần nhạc thì thôi khỏi nói, muốn biết thì tự bật lên mà nghe thôi. Nên nếu bạn muốn chơi lại game thì hãy tải Complete Edition cũ nhưng mà vàng, và hãy tránh xa cái HD Edition ra. Vừa thiếu content vừa đặt lên một con filter khiến cho cả game của bạn mất hết cả cái hồn. Bạn có thể chọn bắt đầu với một trong 9 tộc được thể hiện bởi 9 thành khác nhau: Castle, thành người châu Âu trung cổ, rất là basic với hiệp sĩ các kiểu, và các anh thiên thần Rampart, thành thân thiện môi trường với các sinh vật kỳ ảo đa dạng như người lùn, centaur hay là phụ nữ, sống lối sống xanh không xả khí CO2 với unit mạnh nhất là rồng vàng, Tower thành Harry Potter với toàn các anh phù thủy tự chơi với nhau hoặc là triệu hồi quái vật lên chơi cùng. Khỏe nhất trong số đó là Titan, Inferno, địa ngục, cấu thành bởi quỷ con, quỷ phép thuật, quỷ chó và quỷ chúa, Necropolis thành nghĩa trang. Trái lại với Rampart rất không đa dạng vì toàn xương và cực kỳ không thân thiện với môi trường, với rồng xương là quái vật mạnh nhất, Dungeon thành phép thuật nhưng mà độc ác với đủ các loại quái vật dị hợm, và rồng châu Phi là con mạnh nhất, Stronghold thành máu chó với các unit cục xúc như Orc, Cyclops và Behemoth, Fortress thành đầm lầy. Đúng như tên gọi, toàn các quái vật khá là mất vệ sinh và các debuff cũng bẩn không kém, và đầu đàn là con Hydra, con Flux thành phép thuật nhiệm màu với các cô tiên, các nguyên tố Monster Energy đủ vị, và mạnh nhất là chim phượng hoàng cũng như con người. Mỗi thành đều có ưu và khuyết điểm khác nhau, và cũng có người sở hữu nhiều khuyết điểm hơn bình thường như các mối quan hệ của con người. Chọn một nhà xong không có nghĩa là bạn bị ràng buộc, mà bạn có thể đi chiếm thêm các thành khác. Tại sao bạn nên làm vậy? Bởi vì mỗi thành sẽ có một loại lính khác nhau, chia làm 7 hạng, từ một chú YouTuber Việt Nam đến rồng đen mắt đỏ kháng phép thuật 100%. Nếu bạn xây đúng nhà của unit thì đầu mỗi tuần thành sẽ đẻ lính ra bổ sung vào quân đội của bạn. Đấy là trong trường hợp bình thường. Còn nếu mà bạn đen thì có 10% xuất hiện SARS-CoV-2, giảm tỷ lệ sinh nở xuống còn 0%. Đến cả thành Necropolis cũng bị ảnh hưởng, cho thấy sự nguy hiểm của biến chủng mới này có thể gây tử vong cho cả người chết. Mỗi lượt của bạn được tính là một ngày trong game, nghĩa là sau 7 lượt thì một tuần đã trôi qua, và quân đội của tất cả người chơi sẽ mạnh lên nếu mà họ không nghèo, bởi vì không có cái gì là miễn phí. Mỗi khi muốn có thêm lính, bạn phải ký hợp đồng lao động và đưa tiền đàng hoàng, nhưng rất may là bạn chỉ phải trả một lần là có thể dùng quân đến chết. Với mỗi game mới, bạn sẽ được cho một thành sẵn và một hero, chính là nhân vật mà bạn trực tiếp điều khiển trên bản đồ. Mỗi lượt có thể di chuyển một khoảng cách nhất định, ngoài ra còn dùng để điều quân, được thể hiện bởi các stack, nghĩa là số lượng lính từng loại. Mỗi hero được cầm 7 stack để mang đi giao chiến, nhưng mà cũng giống với các tướng tá ngoài đời, hero trong game cũng không tự động chân động tay mà để quân lính đổ máu thay. Thêm nữa là mối quan hệ của bạn với các hero chỉ mang độc tính chất kinh tế. Khi mà bạn thua một trận chiến, hero sẽ hủy hợp đồng hiện tại và up CV lên thị trường lao động tự do. Nếu bạn không thuê lại kịp thì rất có thể sẽ mất vào tay đối thủ. Combat cũng là theo lượt và sẽ bắt đầu khi hero của bạn đi cướp ngân hàng, đánh thành đối thủ hoặc chỉ đơn giản là chạm mặt một hero khác. Chiến trường hoạt động gần giống với một dance battle, nghĩa là mỗi unit của hai bên sẽ có một khoảng thời gian tỏa sáng, trong khi tất cả mọi người lại chỉ đứng nhìn. Các hoạt động mà unit có thể làm bao gồm di chuyển, tấn công, phòng thủ, sử dụng kỹ năng đặc biệt hoặc là không làm gì cả. Sức mạnh của mỗi unit được tính bằng số lượng có trong một stack, càng nhiều thì đánh càng mạnh. Nghe cũng đơn giản phải không? Nhưng mà thực ra là có, nếu bạn giỏi toán và có thể tính được công thức này trong nháy mắt. Bạn chỉ cần lấy đam gốc của unit tấn công nhân với tỷ lệ tấn công chia cho phòng thủ của hai unit, nhân với chỉ số may mắn, nhân với buff hoặc debuff nếu có, nhân với chỉ số giáp của unit phòng thủ, và còn một vài thứ khác như là chỉ số may mắn hay là vật cản. Sau đó bạn sẽ tính được khoảng đam chắc chắn, gọi là khoảng vì nhân tố may mắn vẫn luôn hiện hữu trong mọi mặt của cuộc sống. Nhưng mà tất nhiên là người bình thường thì đéo ai làm thế cả, mà chúng ta cứ chơi game như bình thường, dựa vào linh cảm và chửi tại đèn nếu bạn thua. Như đã nói lúc nãy, các hero không tấn công trực tiếp, nhưng mà chỉ số của họ được tính vào quân lính, các bảo vật có thể đem theo và các loại phép thuật dùng được đều vô cùng OP. Giờ bạn đã biết tại sao game tên là Hero 3 chứ không phải là Nông Dân 3. Nhưng mà không phải cứ muốn có phép xịn là được, mà phải xây viện nghiên cứu và quay gacha phép thuật. Phần lớn phép sẽ là những cái vớ vẩn như tăng may mắn, loại bỏ chướng ngại vật hay là phá tàu. Nhưng mà nếu bạn số đỏ thì có thể nhận được phép 6 sao Ultra Rare Limited Edition Armageddon. Rất đơn giản là một quả bom hạt nhân phép thuật hủy diệt tất tần tật mọi thứ trên màn hình, trừ một số đơn vị kháng lửa hay kháng phép thuật. Một chiến thuật vui vẻ, nhưng mà chỉ vui cho mỗi mình bạn, là mang một vài unit nói trên phi thẳng vào nhà đối thủ, spam Armageddon, làm vài chục lượt của hắn biến mất trong nháy mắt. Ngoài gây sát thương trong game, còn là một cú đòn mạnh hơn lên tình bạn của bạn.
Một phép đỡ nguy hiểm cho quân của bạn hơn là Berserk, khiến mục tiêu của phép lên cơn và tấn công unit gần nhất của nó. Không quan trọng là bạn hay thù, bạn chỉ cần ngồi bấm nút qua lượt và nhìn nhà bên kia tự đâm chém lẫn nhau. Từ mới của ngày hôm nay, Schadenfreude, niềm vui trên sự đau khổ của người khác, tóm lại toàn bộ trải nghiệm của game này. Nói đến siêu cân bằng thì chúng ta có Necropolis. Nếu bạn để một nhà Necropolis yên bình vài phút, nó sẽ lên chức làm ngay bố bạn vào late game. Đó là vì nhà này có năng lực hồi sinh tất cả các unit đã chết thành lính xương. Và nếu mà hero của bạn có một chiếc áo choàng này thì họ sẽ không hồi sinh lính xương mà là Power League, quân bắn xa cấp 5 của Necropolis. Lúc đó thì xin chúc mừng, trò chơi đã kết thúc. Cách duy nhất để phản kháng còn lại là An F4, bởi vì nó đã có quá nhiều lick đến nỗi nếu mà định chia một stack ra, game sẽ crash ngay lập tức. Phép thuật được chia làm 4 hệ: gió, đất, lửa, nước, mà bạn có thể tăng level để làm phép của hệ đó khỏe hơn, như phép Prayer búp tất cả các chỉ số của một unit. Ở level Expert, nó có thể biến toàn bộ quân đội của bạn thành một cơn bão, quét qua chiến trường trước khi đối thủ của bạn có thể làm gì. Là một game chiến thuật nên di chuyển và đặt vị trí các hero của bạn là một kỹ năng vô cùng cần thiết để chơi game. Đấy là trước khi bạn có được phép Tau Portal, rất cân bằng khi có thể đưa hero dùng phép bay thẳng về một thành của bạn. Biến thủ thành là một khái niệm lỗi thời, nhưng vẫn chưa là gì so với Dimension Door. Phép thuật gió level 5 có thể đưa hero dùng phép đến một vị trí bất kỳ. Nếu mà hero có nhiều mana thì có thể dùng phép này 4 con mẹ nó lần trong mỗi lượt, di chuyển được khoảng cách của 4 đến 5 ngày trong thời gian của một, biến hero của bạn thành một quả tên lửa xuyên lục địa. Nếu mà bạn không phải là một người có đầu óc chiến lược thì hãy chọn một hero với tài năng ngoại giao, level nó lên Expert và hãy tự tin tiếp cận các unit bên đường, bởi vì đấy không phải là một kỹ năng giao tiếp, đấy là một siêu năng lực tẩy não tất cả các sinh vật trên bản đồ để làm việc cho bạn. Nếu bạn bảo game này mất cân bằng vờ cơ lờ thì đúng là như vậy. Đó cũng là lý do mà nó rất là vui. Game luôn khuyến khích người chơi tự mày mò và tìm hiểu những cái mới hơn là những khuôn mẫu có sẵn. Đó là lý do game đạt được trạng thái kinh điển và vẫn còn fan trung thành cho tới tận ngày nay. Có các forum từ năm mà game mới ra mắt vẫn còn hoạt động, và vô số các hướng dẫn chiến thuật vô cùng tỉ mỉ đã được sinh ra. Nó là một cuộc đua để xem thằng nào tìm ra được chiến thuật bố láo nhất và thực hiện nó trước những người khác. Để tổng kết lại, tôi đánh giá game điểm số tuổi thơ trên 10. Nên chơi một lần cho biết.